Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2016, khoảng 50 người Sài Gòn có buổi tưởng niệm những người lính và đồng bào đã chết trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979 tại tượng đài Đức Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, buổi tưởng niệm bị phá rối bởi những người an ninh mặc thường phục. Họ cầm theo những chiếc dù có in tiếng Trung Quốc, che chắn những người tưởng niệm với bên ngoài và giật tan nát vòng hoa tưởng niệm. Như là họ cứ chen lấn vào giữa những cái bát hương, thắp hương và họ cầm những cái ô họ che chắn và không cho bên ngoài nhìn thấy. Và họ cứ xen lẫn vào những người đi dâng hương và họ gây rối trật tự. Thì hôm nay tôi cùng một số bạn bè của tôi đến chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng quận 1 để thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới năm 79. Thì lúc tôi đến thì được một lúc thì tôi đến thấy an ninh rất là đông, thường phục có, sắc phục có, rồi dân phòng có, trật tự đô thị có, rất là đông. Đến một lúc thì mọi người dân hoa và thắp hương đấy thì họ vào họ phá rối ngay từ ban đầu luôn. Họ dùng dù, họ che hết hoa, họ không cho những người thắp hương, họ xô đẩy, họ cướp giật hoa hết. Ai có điện thoại thì họ sẽ dập hoặc ngăn cản, họ xô đẩy. Nói chung là rất là hỗn loạn, họ cố tình phá rối cái buổi tưởng niệm này. Buổi tưởng niệm này hôm nay là coi như không thực hiện được, rất nhiều người đông họ rất là phẫn nộ. Ngày 5 tháng 2 năm 2016, ông Đinh La Thăng nhận chức Bí thư Thành ủy thành phố. Một số người tin rằng ông Thăng đứng sau vụ việc phá rối buổi tưởng niệm này. Thực sự thì hôm nay chúng tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ rằng là ông Đinh La Thăng sẽ để cho người dân được quyền tưởng niệm, tự do tưởng niệm cái buổi tưởng niệm mà các anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới này để bảo vệ Tổ quốc này. Nhưng mà chúng tôi rất bất ngờ, không hề nghĩ rằng là ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo hay là sao đó mà không có một cái gì đó để ngăn cản những người an ninh này lại để cho chúng tôi được thực hiện này. Cái này chúng tôi rất là bất ngờ. Cái này thì đúng thật không biết là ông Đinh La Thăng nghĩ như thế nào, nhưng mà ngày lễ tưởng niệm 17 tháng 2 là cả nước, nhân dân có nghĩa phải được quyền đến dâng hương tưởng niệm. Thế mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại cho công an, dân phòng, an ninh đến quấy rối như vậy, không biết rằng là linh hồn của những người đã chết trong cuộc chiến đó sẽ ra sao, mà khi đất nước mình không có một chút gì là làm lễ tưởng niệm để an lòng những người đã ngã xuống trong cuộc chiến này. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc với khoảng 120.000 người ồ ạt tấn công toàn biên giới phía Bắc Việt Nam từ Lai Châu cho đến Quảng Ninh. Đến ngày 16 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố hoàn tất việc rút quân ra khỏi Việt Nam sau khi giết hại hàng ngàn quân và dân Việt Nam. Cho đến nay, nhà cầm quyền vẫn chưa có một buổi tưởng niệm công khai nào với những người đã ngã xuống cho cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam.